đi san bái ủ sứ chiều thiên ngày ba trăm năm chín hãy nghe và nhắc lại cách nói đừng vội đừng gấp lần sau sẽ còn đến mà bía chí xa xì khái khuẩy lái chí xa khái

首先，马上联系。个毛孬！棕色门。给咱哈。别的款式。其他款式。不贵。刚躺啊。紧张吗？ quá khen rồi. Qua chàng là Nhân viên thu ngân đó. Này gỡ sưu yên yên. Ăn ở đây hay là đem về? Nguyên văn là ăn ở đây hay là gói lại? Tại trở lý hay sử tả bao? Hay là nếu không thì... Bù rán. Rất vừa ý. Khấn rủi Trừ khi không ăn nổi cay. Chú phây chứa bù léo lạ. Xem lại xem. Giải khẳng khẳng. Đếm thử xem chú sủ quay lại mua khuấy thấu mãi đừng gấp đừng vội tía chí sẽ còn đến mà khái khuề lái đỏ